thưa quý vị, đầu tháng 7 2022, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác để thực hiện đề án nghiên cứu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Theo các chuyên gia kỳ vọng, dự án sẽ là cơ hội có 102 để Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam vươn lên trong dài hạn. Ngành hàng hải Việt Nam có điều kiện cạnh tranh với khu vực Đông Nam Á và thế giới. Đây cũng là mỏ vàng giúp Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò là trung tâm logistics của khu vực và châu Á như Hồng Kông, Singapore. Tuy nhiên, để cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trở thành hiện thực và thực sự là siêu cảng mang lại những giá trị to lớn, chúng ta cần nhìn nhận khách quan mọi mặt và giải đáp những thắc mắc xung quanh việc xây dựng phát triển cảng. Đó cũng chính là nội dung chính của chương trình Người trong cuộc kỳ này gửi đến quý vị. Với cam kết đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ từ tập đoàn MSC, hãng tàu container lớn nhất thế giới hiện nay, dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được đánh giá là có tính khả thi cao. Để hiểu rõ tổng quan của dự án siêu cảng cũng như vị thế, giá trị của cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ mang lại khi hoàn thiện, xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau. Thưa quý vị, tôi đang có mặt ở khu vực dự kiến sẽ là nơi xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Và theo người dân địa phương gọi nơi đây là Gò Con Chó thuộc xã Thành An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn theo bản đồ hàng hải thì nơi đây có tên gọi là Cù Lao Phú Lợi. Và khu vực này thì khá là gần với cảng Cái Mép, nơi đã có hoạt động hàng hải khá là quen thuộc. Và đây chắc chắn sẽ là một cái tiền đề rất là tốt khi mà cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ thành hiện thực. Bên cạnh đó, khu vực này cũng cách trung tâm xã Thành An khoảng hơn 1 cây số, thì theo nhiều chuyên gia nhận định khoảng cách này sẽ không làm ảnh hưởng cũng như là những cái tác động xấu về môi trường, cuộc sống của người dân nơi đây. Với vị trí nằm ở cửa sông Cái Mép đổ ra Biển Đông, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dễ dàng tiếp cận với tuyến hàng hải Á Âu và Á Mỹ đi qua Biển Đông của Việt Nam, một tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới với lưu lượng vận tải container chiếm khoảng 60% tổng lưu lượng vận tải container toàn cầu. Với tổng diện tích 571 hectare, chiều dài cầu cảng lên đến 7,2 km, bao gồm 13 bến chính có năng lực tiếp nhận tàu có tải trọng đến 250.000 tấn, sức chở 24.000 tiêu, cùng hệ thống bến xà lan tiếp nhận xà lan sức chở 350 đến 400 tiêu. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được thiết kế đảm bảo yêu cầu của một khu cảng trung chuyển quốc tế. Việc đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế xã hội Việt Nam. Cảng trung chuyển đi vào hoạt động sẽ biến vùng Đông Nam Bộ trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế số 1 Đông Nam Á, thúc đẩy kinh tế toàn vùng Đông Nam Bộ. Bổ sung tiềm năng của hệ thống cảng hiện hữu, Hổ Tương khai thác tốt nhất tiềm năng của cụm cảng biển số 4, cơ hội đưa khu vực này trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế tầm cỡ thế giới. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, định vị vai trò quan trọng của Việt Nam trên các tuyến hàng hải quốc tế. Tạo sự kết nối, tạo một trung tâm trung chuyển cho các tàu mẹ, sức chở 10.000 đến 24.000 tiêu, hoạt động trung chuyển container giữa các trung tâm trên thế giới. Nâng cao năng lực tiếp nhận hàng hóa, đồng thời giải quyết tình trạng tắc nghẽn hàng hóa tại cảng. Tàu MSC mang hàng trung chuyển về cảng hiện thực hóa mục tiêu trung chuyển quốc tế, tập trung vào phân khúc trung chuyển quốc tế, không cạnh tranh trực tiếp với các bến cảng trong khu vực. Tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng khu vực, đặc biệt tạo tiền đề cho việc quy hoạch và phát triển khu thương mại tự do kết nối với cảng trung chuyển quốc tế. Tạo môi trường thu hút các công ty vận tải, logistics, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm lớn trên thế giới về đặt trụ sở kinh doanh tại khu vực, góp phần thúc đẩy sự hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạo cơ hội việc làm lớn cho lực lượng lao động địa phương và quốc gia, tạo việc làm cho khoảng hơn 4.500 đến 5.000 nhân công vận hành khai thác và hàng chục ngàn nhân công trong quá trình xây dựng dự án.
Cú hích lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là đòn bẩy cho các doanh nghiệp vận tải biển trong nước phát triển do nhu cầu hình thành các tuyến vận tải gom và phân phối hàng từ cảng trung chuyển, đóng vai trò quan trọng kích thích sự phát triển, đổi mới của các doanh nghiệp cùng hoạt động logistics cả nước. Đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ cung ứng, các chuỗi cung ứng, logistics xung quanh cảng sẽ kéo theo phát triển hạ tầng, phát triển công nghiệp và các lĩnh vực khác, mức độ lan tỏa rất lớn. Thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, lĩnh vực khác, quy mô, công nghệ. Tạo động lực cho các doanh nghiệp cảng, đội tàu vận tải và vận tải biển trong nước phát triển. Sự hình thành và phát triển của cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ không chỉ mang ý nghĩa phát triển thành phố, vùng kinh tế động lực phía Nam, mà còn mang tầm quốc gia, hiện thực hóa giấc mơ hàng chục năm nay của ngành hàng hải Việt Nam. Với quy mô và tầm vóc của cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hứa hẹn là bước đột phá phát triển kinh tế biển của thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Từ giai đoạn xây dựng đề án như hiện nay đến khi đưa vào khai thác cảng bước đầu vào năm 2027 và hoàn thiện khai thác toàn bộ cảng vào năm 2045 là một quá trình rất dài. Ngay từ bây giờ, chúng ta cần có sự chuẩn bị thật chu đáo và chặt chẽ từ khâu thiết kế để phù hợp với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và hướng đến xây dựng một cảng xanh và phát triển bền vững. Thì tôi nghĩ rằng là có một số những cái mà cần phải lưu ý trong cái quá trình mà thiết kế cũng như là xây dựng cái cảng này. Thứ nhất ấy, là cái dự án này được xây dựng trên hai cái cù lao, cái khối lượng san lấp khá lớn, cho nên là sẽ phải tính toán một cách cụ thể các cái nghiên cứu liên quan đến cái phần mà san lấp trên một cái nền đất yếu. Cái thứ hai là khối lượng san lấp cũng rất lớn, thì như thế thì sẽ phải có một cái nguồn vật liệu san lấp. Thì ở đây thì trong đề án cũng đang kiến nghị là xem xét sử dụng là cái cát mà lấy từ biển. Đấy, bởi vì là đối với công trình cảng ấy, thì cái việc mà có những cái mỏ cát từ biển để đưa lên với khối lượng san lấp với khối lượng lớn nó sẽ phù hợp hơn. Cái thứ ba nữa là cái khi mà nạo vét để làm cảng thì liên quan đến việc là cái vị trí đổ cái vật liệu nạo vét. Thì đối với cảng Cần Giờ này ấy, thì chắc chắn một điều là bên phía về phía góc độ tư vấn thiết kế là chúng tôi sẽ phải tính tới các cái kịch bản nước dâng, làm sao khi mà cái cảng xuất hiện thì nó không ảnh hưởng đến cái gọi là cái chế độ thủy động lực học của không chỉ cái khu vực đó mà toàn bộ khu vực xung quanh. Và thực tế thì ngay trong cái bước mà lập cái đề án cũng như là chúng tôi cũng đã khảo sát, thiết lập các cái mô hình toán để dự báo cái diễn biến. Thì cũng một điều cũng may mắn là do một cái tính chất rất đặc biệt của cái sông Thị Vải, cái bồi lắng nó ít nhất và nó thuận lợi cho cái hoạt động của hàng hải cũng như là khai thác cảng biển nhất ở Việt Nam. Thì cái sự mà thay đổi các cái yếu tố về thủy động lực học của cái dòng sông này nó không có thay đổi nhiều. Để đáp ứng được cái yêu cầu về cảng xanh, đáp ứng yêu cầu về giảm khí thải, thì cái cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được chủ đầu tư cũng như là bên phía tư vấn thống nhất với nhau sẽ thiết kế là hoàn toàn là các thiết bị được sử dụng bằng điện chứ không phải là bằng diesel, bằng dầu. Và như thế thì về mặt cơ bản là nó sẽ đáp ứng được những yêu cầu tối đa về giảm phát thải để cho cái quá trình xây dựng, vận hành và quản lý hoạt động của cảng được thuận lợi và giảm những cái chi phí nó phát sinh không đáng có. Thì ngay từ đầu thì chúng tôi sẽ ứng dụng thiết kế trên cái nền tảng là mô hình thông tin công trình 3D. Quý vị, việc đầu tư xây dựng một siêu cảng như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ ít nhiều sẽ có những tác động đến hoạt động của các cảng khác trong khu vực Đông Nam Bộ và đặc biệt là cảng Cái Mép kế bên. Vậy việc xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ như thế nào để phù hợp với tổng thể các cảng trong khu vực? Nguồn hàng từ đâu sẽ đến cảng Cần Giờ? Làm sao để có được nguồn hàng lớn liên tục sánh ngang với sự đầu tư? Đó là những vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị qua cuộc trao đổi cùng với đại diện công ty cổ phần cảng Sài Gòn. Theo cái quy hoạch 1579
quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển nhóm 4 của Thủ tướng đã phê duyệt, thì cảng biển Cần Giờ là vị trí dự kiến đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế, là cảng tiềm năng. Thì hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu và đề xuất để bổ sung vào quy hoạch cảng biển nhóm 4 nhằm đáp ứng cái nhu cầu phát triển hàng hóa tăng trưởng trong thời gian sắp tới tại khu vực cảng biển vùng Đông Nam Bộ. Đặt ở cái vị trí phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ, thì khi đã quy hoạch cái khu vực cái mép cũng là có chức năng trung chuyển và cảng cửa ngõ phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu cho cả vùng Đông Nam Bộ. Thì khi qua năm 2021-2022, với cái sự tăng trưởng của cái sản lượng hàng tăng lên, thì chúng tôi cũng đã nhận thấy cái sự sắp sửa là quá tải ở cái khu vực cảng cái mép. Nên việc cảng nghiên cứu và đầu tư phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, chúng ta thấy đây là một cái cơ hội lớn để thứ nhất là thu hút được cái nguồn hàng do hãng tàu MSC điều phối từ các cảng trong khu vực. Và với cái sự tham vấn của MSC thì họ làm theo mô hình trung chuyển là dạng là nan hoa, tức là cái trung tâm tại Cần Giờ, và cái nguồn hàng sẽ đến từ các khu vực trong Đông Á hoặc Đông Nam Á, hoặc do hãng tàu này họ chủ động điều phối. Khi mà mời gọi các nhà khai thác, các nhà vận tải có tầm cỡ trên thế giới cùng tham gia vào để đảm bảo cho cái việc thành công của một cảng trung chuyển, thì chúng tôi nghĩ là thông qua cái hãng tàu và các liên minh của các hãng tàu với nhau để cùng đưa hàng hóa về, thì là nó là cái biện pháp khả thi hơn so với việc là chúng ta cùng một lúc đi mời chào nhiều hãng tàu. Một trong những vấn đề đang được quan tâm là hiện nay để di chuyển qua khu vực Cần Giờ thì chủ yếu là loại hình vận tải đường thủy. Tuy nhiên, để phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, chúng ta cần phải có sự kết nối giao thông giữa cả đường bộ và đường thủy. Bên cạnh sự đầu tư xây dựng hệ thống cảng, mạng lưới giao thông cảng sẽ là câu chuyện hệ sinh thái sau cảng. Việc đầu tư xây dựng cảng này như thế nào để không có xâm phạm đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, lá phổi chung của cả thành phố. Phóng viên chương trình đã có buổi gặp gỡ trò chuyện cùng với đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa qua thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ thực hiện đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, và theo đó thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ trì và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia để hoàn thiện đề án này. Và ngay sau đây thì chương trình Người trong cuộc xin được phép đặt một số câu hỏi cũng là những thắc mắc chung của người dân quan tâm đến đề án này. Và ngay sau đây, chương trình Người trong cuộc xin được giới thiệu ông Trần Chí Trung, đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trung sẽ cung cấp đến chúng ta một số thông tin mới nhất xoay quanh đề án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dạ, xin kính chào ông và cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình Người trong cuộc. Vâng, xin chào Nhật Lam và xin chào quý khán giả. Thưa ông, có thể nói là với đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế thì mạng lưới giao thông là một vấn đề rất quan trọng. Vậy thì ông có thể chia sẻ việc kết nối giao thông tại khu vực huyện Cần Giờ sẽ được thực hiện như thế nào nếu như đề án được thông qua? Cái dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ thì dự kiến sẽ được nghiên cứu đầu tư tại cái Cù Lao Con Chó, xã Thành An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây, cái vị trí này nó rất là thuận lợi cho cái việc khi chúng ta kết nối đối với các cái tuyến luồng hàng hải còn có là nội địa và quốc tế, cũng như nó thuận lợi cho việc kết nối các cái tuyến đường thủy nội địa. Tuy nhiên thì để phục vụ cho cái một cái cảng với quy mô rất lớn như thế thì cũng cần phải có kết nối cái hệ thống giao thông đường bộ. Thì theo cái đề án mà tổ công tác của thành phố đã được thành lập thì chúng tôi đã nghiên cứu và có một cái đề xuất cái kế hoạch đầu tư chia làm hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất ấy, là giai đoạn từ nay đến năm 2030, là cái giai đoạn mà dự kiến sẽ đầu tư giai đoạn 1 của cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Thì như vậy cần có một hệ thống đường bộ kết nối, thì chủ yếu tập trung vào ba cái dự án, ba cái công trình quan trọng. Cái thứ nhất ấy, là cần phải đầu tư cái cầu Cần Giờ. Cầu Cần Giờ để kết nối từ Nhà Bè sang bên Cần Giờ. Cái công trình thứ hai
đó là cái cần phải kết nối cái tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành để tạo một cái kết nối cái nút giao xuống cái đường sắt. Đây là cái tuyến đường rất quan trọng kết nối đường cao tốc để vận chuyển hàng hóa vào. Cái thứ ba là cần phải đầu tư nâng cấp mở rộng một số cái cầu trên cái tuyến đường sắt để đảm bảo cái mặt cắt ngang đồng bộ với lại cái mặt cắt ngang đường hiện nay chúng ta đang khai thác. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau năm 2030 là theo cái tiến độ đầu tư phát triển hệ thống cái cảng Cần Giờ và cũng như là cái việc đầu tư phát triển cái khu đô thị mới lấn biển Cần Giờ. Thưa ông, còn một vấn đề nữa được rất nhiều người dân quan tâm đó là về môi trường. Thì Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận là đất phải xanh của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Và cũng là nơi đang được thành phố của chúng ta đầu tư phát triển về du lịch sinh thái. Cái vấn đề khi mà chúng ta xây dựng và phát triển cảng biển ở đây thì cái hệ sinh thái sẽ được đảm bảo như thế nào? Thực ra là các cái mô hình mình cũng đã nghiên cứu các cái cảng trung chuyển quốc tế trên thế giới. Tuy nhiên là các cái cảng của người ta đầu tư thì nó có một cái yếu tố nó không có gần cái khu bảo vệ sinh quyển. Như vậy thì trong quá trình làm thì mình sẽ có những cái đánh giá thật là kỹ. Khu vực đầu tư cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nằm ở vị trí là vùng đẹp, không phải nằm trong cái vùng lõi của khu bảo tồn, khu bảo vệ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Tuy nhiên, cái vấn đề mà để đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động đến cái khu vực này là vấn đề hết sức là quan tâm. Do đó trong cái thời gian tới, trong quá trình lập và xin chủ trương đầu tư cũng như phê duyệt cái dự án khả thi đối với dự án này thì các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm đánh giá thật là kỹ lưỡng thông qua các ý kiến của các cái nhà khoa học, của các tổ chức về môi trường. Cái thứ hai đó là phải có những sử dụng những giải pháp, những công nghệ nhiên liệu sạch chẳng hạn, để làm sao nó vừa đảm bảo được triển khai được thực hiện dự án nhưng phải vừa đảm bảo được bảo vệ môi trường để chúng ta phát triển một cách bền vững. Đó là yếu tố rất quan trọng. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông rất nhiều ạ. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ là một bước ngoặt lớn cho nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Những giá trị về kinh tế phải đi đôi với những giá trị về môi trường, về cuộc sống xanh. Và những giá trị kinh tế đó suy cho cùng là giúp cho cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn, có việc làm, có thêm thu nhập. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những tâm tư của người dân tại xã Thạnh An, khu vực chỉ cách cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hơn 1 km và những chia sẻ của lãnh đạo huyện Cần Giờ. Xây dựng cảng biển á thì đúng là người qua dân thường thường đánh bắt á, thì dân bờ vừa qua các biển nó sâu vào đó thì cũng một phần nào cũng ảnh hưởng tới cái quyền lợi của khai thác đánh bắt của hải sản của người dân. Nhưng mà thay vì thì nếu như vậy thì chắc chắn là họ sẽ chuyển đổi cái ngành nghề khác để mà phù hợp theo cái tình hình phát triển chung của địa phương. Thì mong muốn rằng thì làm sao làm nhưng mà cũng phải dành cái ưu tiên cho cái những vùng biển để bà con khai thác dân bờ, bởi vì những cái phương tiện mà nhỏ nó không đủ điều kiện để ra khơi. Cảng trung chuyển quốc tế thì tổng thể như vậy là cái cung cấp như vậy là khoảng 8.000 lao động. Thì trên cơ sở này chúng tôi đã và đang nghiên cứu về cái phục vụ sinh hoạt thiết yếu của 8.000 lao động này. Thì nhân dân sẽ có cái chuyển đổi nghề nghiệp về việc làm. Nguồn nhân lực để phục vụ cho cảng trung chuyển quốc tế này nó không phải là những ngoài các đồng chí lãnh đạo và công nhân ở nơi khác, mà chúng tôi cũng đã và đang phối hợp để chủ động đào tạo nghề ở tại chỗ, đặc biệt ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời gian tới. Trong tương lai thì xã đảo Thạnh An sẽ là một cái trung tâm. Tôi nghĩ là trung tâm không những là nghỉ dưỡng sinh thái mà nó còn là phát triển về kinh tế, đặc biệt là kết hợp với lại cái cảng trung chuyển quốc tế. Từ những chia sẻ này, chúng ta có thể thấy dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trực tiếp tạo cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân và kéo theo sự phát triển của các lĩnh vực khác. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là một dự án lớn, đòi hỏi một quyết tâm lớn và sự đồng lòng, chung tay từ các cấp chính quyền, các bộ ban ngành, các chuyên gia tham vấn và người dân để sớm hoàn thiện đề án xây dựng, hướng đến một siêu cảng mang tầm quốc tế hoạt động tại Việt Nam.
Chương trình Người Trong Cuộc kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.